Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quan nghênh hành giả đến Thánh Thành. Dạng Phật Thánh Thành là đạo tràng mới phát khởi. Có thể nói đây là dùng pháp nguyên địa của Phật giáo, lại cũng có thể nói là dùng quy nguyên địa của Phật giáo. Sao gọi là dùng pháp nguyên địa của Phật giáo? Bởi vì đạo Phật trên thế giới này đã đến thời đại mạt pháp, và những người chân chánh y theo giáo pháp tu hành thì thưa thớt, không có mấy ai. Có người tuy mang danh nghĩa là Phật tử, song những hành vi của họ lại hoàn toàn trái ngược với Phật giáo. Vì xét thấy như vậy, cho nên Phật tử cần phải trùng tân, chỉnh đốn để xây dựng lên một tân Phật giáo, khiến cho chánh pháp trụ mãi trên thế gian. Dạng Phật Thánh Thành quyết sẽ trùng tân và phục hưng Phật giáo trở lại. Cho nên nói là dùng pháp nguyên địa của Phật giáo. Sao lại gọi là dùng quy nguyên địa của Phật giáo? Hiện nay, các nơi trên thế giới thường xảy ra nhiều hiện tượng đau lòng như hủy Phật, đốt kinh, thậm chí đến cả chùa chiền cũng bị sửa thành các công trường, hãng xưởng hoặc các hí diện vui chơi giải trí. Dùng đất thanh tịnh lại biến thành nơi ô uế, người xuất gia bị bức bách đến nỗi không còn nơi trú ngụ. Thậm chí có người phải chạy lên núi và có kẻ phải xuống vùng gian biển hẻo lánh. Người tu hành trên núi dùng rau dại làm bữa qua ngày, kẻ tu ở gian biển thì dùng rong biển cho đỡ cơn đói. Họ chịu đựng hết những thử thách với biết bao sự dày dò gian khổ, nhưng họ một lòng không thay đổi ý chí và vẫn chuyên tâm lo tu trì. Với tinh thần bất khuất đó, thật đã làm cho mọi người ngưỡng mộ. Nếu những vị tu hành chịu nhiều khổ nạn đó muốn đến dạng Phật Thánh Thành để tu đạo, chúng tôi tuyệt đối hoan nghênh. Chúng tôi chẳng những hoan nghênh những người bất hạnh đó, mà đồng thời cũng hoan nghênh luôn các vị tu hành chân chánh trên khắp thế giới đến Thánh Thành để cùng chúng tôi tu tập. Phàm hễ ai thành tâm đến dạng Phật Thánh Thành làm công quả, chúng tôi đều nhất nhất hoan nghênh. Đây là nơi không phân biệt tông phái, chủng tộc, quốc tịch hay chức vị, và mọi người đều được đối xử như nhau. Ai nấy ở dạng Phật Thánh Thành đều được thọ hưởng sự bình đẳng và tự do. Dạng Phật Thành là nơi không thuộc về bất cứ người nào, mà thuộc về tất cả các tôn giáo và chúng sanh trên toàn thế giới, kể cả Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo, Đạo Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, vân vân. Đây không phải là khẩu hiệu trống không, mà là lời hứa chân thật. Tóm lại, bất luận tôn giáo nào, phàm hễ ai chân thật phát tâm tu hành, dạng Phật Thánh Thành cũng đều quan nghênh cả. Cho nên nói, dạng Phật Thánh Thành là nơi để trở về, là dùng quy nguyên địa của Phật giáo. Giảng ngày 29 tháng 9 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说。